Nay Trần Anh review báo giá là những mẫu xe còn lại bên Trần Anh nè. Mới nhất em vừa mới đi Đà Lạt lấy được mẫu CX5 nè. Em này 2.5 nha anh em. 2.5 cốp điện form mới được full LED trước sau rồi anh em. Hai xe này hai đời chủ nha, đẹp lắm anh em ạ. Full lịch sự bảo dưỡng hãng chạy đúng 104.000. Xe này là miễn chê. Được cái 2.5 bản full luôn anh em. Bản cửa sổ nóc cốp điện luôn nha anh em nha. Form mới hết toàn bộ nè. Từ thắng tay điện tử nè, số tự động, chuột chỏ nè, màn hình theo xe nè, full hết, full bảo dưỡng lịch sử của hãng, cho nên anh em có thể check test thoải mái nha. Hai ghế chính điện luôn, bên phụ bên tài nè, anh em thấy chuẩn không? 2018 sư thầy đi rất là ok luôn. Xe này đang hiện tại đang là full lịch sử bảo dưỡng của hãng, cho nên anh em thoải mái. Bốn vỏ mới nha, bốn vỏ mới 80-90% luôn. Em này cúp điện nha anh em. Đó, CX5 chạy 2.5 em này 10 lít, 90 lít gì đó. Đi em này cực kỳ đỉnh luôn. 2018 cảm biến xung quanh xe đó, form mới chưa, quá rẻ luôn, 630 triệu bộ này. Anh em mua cho anh sẽ bớt từ 10 đến 15 triệu. Đây nè, full lịch sử của Thaco Mazda, full lịch sử bảo dưỡng của hãng nha. Hai ghế chính điện, bộ nhớ ghế thông minh, đầy đủ tính năng nè. 2.5 cầu trước đi nó mạnh mẽ lắm, được chưa anh em? Đó, hàng khủng chưa, xanh Tiger nha. Anh em nào quan tâm mẫu này thì alo cho em, chỉ có 630 chưa hết đâu, mua bớt cho 10 620. Anh em mua thì chỉ bớt thêm cho ít nữa. SUV gầm cao máy thoáng vô cùng, chủ nhà thay 4 và vỏ Michelin mới tinh, xanh Tiger quá chuẩn luôn anh em. Anh em nào ưng mẫu này thì rước em này về. Bên đây cho anh còn một mẫu Innova đời 2010 bản RS này. Giá thành cũng 230 triệu cho anh em. Xe này hai qua đời chủ, Trần Anh đang đứng cà vẹt rồi, chủ thứ hai 7 chỗ nha. Bản RS là xe 7 chỗ, anh chị hiểu nha. Đây bà con, vô lăng green nè, cụ số nè, cụ số nguyên xi hết, nội thất đẹp, gia đình không mua tí dịch vụ. Hai túi khí bên phụ bên tài. Anh em nào mua mẫu này về kiếm thêm thu nhập, chạy dịch vụ cũng được. Ốc tán cửa chưa có dấu hiệu mở luôn. Nội thất ở trong nè anh em. 7 ghế rời nè, 7 chỗ ghế rời nha. Đó, anh em thấy ok chưa? Dàn trần mới lắm, nói chung nguyên xi hết. Xe này là trước là gốc của công ty á anh em. Gốc công ty bản LD. Trần Anh mua về Trần Anh rút hồ sơ ra tên 49 luôn. Đó, chuẩn lắm. À, gầm bọc đời 2010 nè. Cái xe nó chạy nhiều quá anh em sẽ thấy nó mục cái gầm ở đây nha. Nó mục hết mấy cái gầm ở đây và những cái chỗ mà vùng biển á, vùng biển vùng nước lợ mà chạy nhiều á anh hay mục cái bọng về. Bọng về là cái để nó hứng mưa. Khi anh chị chạy đường ướt á, bánh nó bắn vùng, bắn sình, bắn nước, bắn những cái chất tạp vô đây, nó bám thời gian qua thấy nó mục ở đây, không có dấu hiệu là mục rồi. Anh em thấy không? Bọng về đẹp lắm. Đèn vạch, đèn rời, đèn hai vạch hết toàn bộ rồi. Đó là form dáng em Innova 2010, giá cực kỳ rẻ 230 triệu. Cho anh em mẫu này. Anh em nào quan tâm mẫu Innova này thì anh em alo cho Trần Anh Ô Tô. Mẫu này tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu luôn nha anh em nha. Đây nè, tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu, đăng kiểm tháng 3/2025 anh em ạ. À, đăng kiểm em là dài, sơn xi chạy qua thời gian 5 tháng thì tắm qua nước sơn rồi. Nói luôn máy móc cũng có canh chỉnh, thay mặt kem rồi các kiểu rồi. Báo luôn nha, em này được cái số cầu sau là nguyên rin thôi. Được chưa anh em? Quan tâm mẫu này alo nha. Đây anh em, Focus 2.0, số tự động, ghế chính điện, bản thể thao, bản hatchback, màu hồng phấn, 175 triệu mẫu này. Họ mua về che nắng che mưa, bán một cái mức giá quá bèo. Bằng xe này bán cho anh em mức giá này bằng mẫu Crew, thấp hơn mẫu Crew. Em này sản xuất năm 2006, hệ thống gương cụp mở. Dòng này sẽ có cân bằng điện tử luôn nha anh em nha. Đó là option tính năng tiền tỷ của Ford đó. Nè, hệ thống ghế chính điện thông minh luôn nè. Và hệ thống cửa sổ trời luôn nè. Full chưa? 2.0 máy móc chạy qua đời này thì làm máy rồi, chứ không có rin đâu nha. Đó, anh em làm việc với Trần Anh, anh em ấy, anh em yên tâm và anh em tự tin không? Xe có sao là báo thẳng, chứ không phải là máy làm mà nói máy rin đâu. Hoặc là cờ là xe lỗi mà nói xe không lỗi đâu nha. Tính Trần Anh là không có như vậy nha. Nói thẳng nói chuẩn. Máy làm thì nói máy làm luôn, chứ 206 chạy có mười mấy năm rồi kêu rin đâu ra, chả có chuyện rin đâu. Đó, được chưa? Ghế da nè, ghế da pha nỉ, ghế hai màu nè, trên là da dưới là nỉ nè, một lớp nỉ rất là ok. Máy móc làm chạy êm lắm, mạnh, được cái mạnh. Chạy em này 10 lít đó anh em. Sợ chưa?
2.0 chạy phải 10 lít chứ làm gì 2.0 mà chạy 5-6 lít. Không có chuyện 5-6 lít ở đây. Báo đúng, báo cái mức độ tiêu hao ăn xăng bao nhiêu, báo chuẩn luôn chứ không có sai. Đèn đuốc cứ sáng trưng, kết hợp dưới chỗ nhà cũng đã lên đèn bi nè. Nó biểu tượng của Ford. Đó mẫu thể thao 5 chỗ ngồi hatchback nha. Em này được cái nó nhỏ gọn và được cái anh chị biết không? Nó đẹp. Chủ nhà lên loa bót các kiểu tùm lum. Ừ. Táp lô táp bì sạch chưa? Quá đẹp luôn. Bốn cánh cửa táp bì nè. Có 175 triệu thôi. Anh em mua cho anh sẽ bớt nữa chứ. Quá rẻ. Tìm đâu ra một mẫu xe ngày xưa 600-700 triệu mà bữa nay giá thành coi trăm mấy. Mẫu này được trước cho anh nhớ không lầm là em này sản xuất mới của em này ra là nằm cũng tầm 700 mấy, gần 800 cỡ đó. Mà bữa nay anh thấy anh chị tuột cho bà con đến mấy trăm chai, còn có trăm mấy. Sở hữu ngay mẫu Ford nha. Còn xe chạy qua thời gian không thể tránh khỏi cái chuyện mà bảo dưỡng hay là hư heo. Đó là cho anh báo luôn. Kể cả xe mình bán ra cũng vậy nha anh em. Trần Anh bây giờ Trần Anh giao cho bà một con một cái xe rất ok, nhưng mà bà con chạy thời gian bà con phải bảo dưỡng thêm. Thứ nhất máy móc kiểm tra nhớt nước, cái thứ hai là hệ thống thắng phanh rô tin cao su này này kia IC bori, chứ không thể nào mà Trần Anh bán cho anh kêu về cũng phải sửa. Chạy thời gian là phải sửa, nói thẳng vậy. Tính mình không có bùa khách đâu, mình nói thẳng vậy. Đây anh chị nè, nỉ phía sau đạo đó, tay là tay để đồ của em nó nỉ nỉ nguyên rim nhá, cốp đẹp nè, không có đâm vai lỗi lầm. Được chưa anh em? Ở trong nè, cốp khá là rộng, anh em chứa được mấy cái vali luôn. Anh em coi nhìn dàn vỏ của em nó nè. Nè, cái cốp nè, có dấu hiệu mục mọt không anh em? Mới lắm. Hồ sơ bao rút luôn cho anh em. Được chưa? Đó, giá thành sinh viên vô cùng. Kết thúc mẫu xe Ford này nha. Focus bản S. Nó công nghệ đến từ Mỹ đạo anh em. Qua một mẫu Avell. Giá được trước cho anh bán 175, bớt 10 cho anh em 165. Avell đồ chơi full kính rồi. Máy móc có chạy qua thời gian, có canh chỉnh, hai túi khí form mới. Nè anh em. E-băng nè, túi khí nè, điều hòa tự động nè, màn hình nè, cam hành trình, cam dê full hết rồi. Nói chung chủ nhà vô mấy chục triệu tiền nội chơi. Từ dàn trần bọc toàn bộ hệ thống trần xịn và ghế nè. Bọc ghế hai màu là ghế xịn hết toàn bộ. Xe này thì bao cứng lỗ cho anh em 100% luôn. Ốc tán còn chưa mở nè. Anh chị, xe không hề có một tí cứng lỗ trên chiếc xe. Táp bi đẹp, keo chỉ nguyên si hết. 165 triệu bao rút hồ sơ luôn cho anh em. Hợp lý chưa? Tại vì anh chị phải hiểu như vậy nè. Khi bà con rút hồ sơ là ký đã hết 1 triệu rồi. Rút 3 triệu nữa là 4 triệu. Coi như Trần Anh bán 165 mà bán cho anh em giá đó thì tính đây chỉ còn có 160. Được chưa? Anh em nào thiện chí lên Trần Anh cho anh sẽ bớt thêm lọc lá cho anh em. Đó là lời em nói. Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như chú bướm đậu rồi lại bay nha cô chú anh chị nha. Con bướm xinh, con bướm đa tình. Ok chưa anh chị? Hàng đẹp lắm. Tem nè, còn nguyên bản theo xe. Chạy trong đô thị 10 lít, ngoài đô thị 5 lít 4, kết hợp 7 lít chuẩn. 7 lít trên 100 km. Keo chỉ rin hết. Bầu ơi mày thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác hẹn nhưng keo chỉ em Avell vẫn rin như thổ nào. Máy làm rồi nha, keo rin thì máy làm. Đó, cuộc sống phải có sự bù trừ. 78 Phú Yên 14257. Xe chính chủ ký quyền tập đầu tiên cho Trần Anh. Anh em thích rút hồ sơ, Trần Anh bao rút hồ sơ. Thích ký quyền, ký quyền luôn. Đăng kiểm tháng 4/2025. Rồi kết thúc mẫu Avell này đi. Vô trong nhà, còn mẫu Spark bán rẻ cho anh em đây. 120 triệu mẫu này. Cho anh em góp 30-35 triệu. Số tự động nha anh em nha. Màu trắng tinh khôi, một màu trắng ngọc trinh. Đây anh em, màu trắng ngọc trai chứ. Đây anh em, vô lăng là hai túi khí nè. Đẹp không? Ghế nè, xịn sò, đi đôi hệ thống ABS nè. Số tự động, quá chất, màn hình nè, cam hành trình nè. Ôi trời ơi, đồ chơi lên full nít, hút ngàn. Nè, ghế nè, đẻ chưa? Đó, 120 triệu hỗ trợ cho anh em góp 30 triệu luôn. Đưa trước 90 triệu lấy ngay mẫu Spark 2012 75D00210 nha. Hàng đẹp lắm. Xe không cứng không lỗ, chất sơn pin còn khá nhiều, 65-70%. Bốn vỏ mới tinh. Được chưa anh em? Rồi kết thúc mẫu này nha. Anh em qua mẫu Atip nè, màu trắng luôn nè. Giá cho em này cực kỳ thơm thảo, 160. Anh em comment dưới bài đăng, đăng ký kênh ủng hộ cho Trần Anh. Trần Anh không cần biết, bớt luôn cho anh em 10 triệu luôn.
Đó, chỉ cần một cái lời comment dưới bài đăng thôi. Rồi lên nhận cái xe này, em comment cái bài đăng này cho anh, bớt 10 triệu luôn, được chưa? Xong xên cỡ đó chưa? Anh em nào lên đây thiện chí gặp Trần Anh, uống với Trần Anh một ly cà phê, bớt tiếp cho 5 triệu luôn, chơi sốc góp cho 30 triệu luôn. Mình chơi cỡ đó đó, mình dân chơi mình đâu có sợ. Anh em nha, đẹp chưa? Đó, A-tip nha, máy 1.8 bạn đủ nha, không phải bạn thiếu luôn nha. Dòng này anh em phân biệt nha, có hai bạn 1.3 là taxi rồi nha anh em nha. 1.8 sẽ có hệ thống ABS vô lăng tích hợp túi khí luôn nè. Đó, đèn là đèn bông phía sau hết nguyên si nha. Keo chỉ rin không cấn lỗi. Máy chạy qua thời gian 5 tháng có canh chỉnh lặt vặt. Máy vẫn bảo hành cho anh em từ 3 tháng máy số. Có mua là có bớt. Cứ có mua là có bớt. Được chưa? Có comment là có bớt luôn. Có lên đây nhậu nhẹt với Trần Anh là bớt nữa. Cứ anh em nào lên nhậu với Trần Anh bớt ghê lắm, thề. Cứ nhậu một đêm với Trần Anh là bớt. Từ gà đến nã luôn. Ok chưa anh em? Đó, một bầy xe cỏ đang đứng chờ tại salon nha. Hai em màu trắng ngọc trai, cô chú anh chị nha. Trắng gì mà trắng thế, một em thương hiệu đến từ Mỹ, một em thương hiệu đến từ Nhật đâu. Đây, nồi đồng gối đá cho anh em đây. Còn nhiều xe và nhiều sự lựa chọn. Anh em nào thích mẫu nào thì anh em alo cho Trần Anh Auto. Được chưa? Đó, mua con này là hơn nửa tỷ rồi anh em thấy không? Hết vốn rồi. Giờ phải bán xả lấy vốn về lấy xe tiếp chứ. Chứ tiền đâu mà lấy xe hoài nữa. Trần Anh bán nhà là hết rồi đó, đâu còn gì nữa đâu. Giờ thì phải đi ở ngoài đường là hiểu rồi đó. Ok nha. Anh chị nào quan tâm mẫu nào anh chị alo cho Trần Anh Auto. Em khép lại channel tại thế này nha. Trần Anh see you and goodbye.